Du học, việc làm và định cư tại Úc luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên Việt Nam. Hiện tại các trường ở Úc đang cung cấp rất nhiều loại học bổng cho sinh viên có thể lựa chọn, từ học bổng toàn phần cho đến học bổng bán phần. Ngoài ra, ở tại Úc có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên quốc tế. Ví dụ như các bạn có thể làm việc ở tại Úc 40 giờ 2 tuần. Trong kỳ nghỉ các bạn có thể làm việc toàn thời gian. Các bạn sau khi học tập ở tại Úc hoàn toàn có cơ hội để ở lại làm việc ở tại Úc từ 2 đến 6 năm. Hoa Kỳ và Canada là hai lựa chọn lý tưởng do đây là những quốc gia có chương trình học bổng rất là phong phú, chính sách định cư thân thiện và cơ hội việc làm rộng mở. Với những bạn đang có ý định đi du học Anh để cập nhật về chính sách học bổng cũng như là chính sách visa ở lại làm việc 2 đến 3 năm đang rất được các bạn quan tâm cho kỳ nhập học sắp tới.